Ok, hôm nay mình làm bò kho nha quý vị. Thì mình có ngô nạm nè, hai bột nạm với bún gân bự. Ok, mời các bạn vào bếp để nấu bò kho với mình hôm nay nha. Cái thịt này là 6 pound. Này là các bạn mua loại này các bạn. Nè. 6 bao thịt. Còn ba cái cục gân bự, bốn cục gân bự này khoảng 3 pound. Tổng cộng là 9 pound. Ok. Mình sẽ sắc nhỏ gân ra và thịt luôn nha các bạn. Gân mình sắc ra như thế này. Ẩm nó lớn như này các bạn. Dài khoảng 2 lóng tay. Tại vì mình kho và vừa đó, 2 lóng tay dài. Rồi tùy theo cái độ dày bạn cắt nha. Cắt thì lớn đó. Giờ thịt cái phần cũng cắt khoảng bằng một ngón tay dài. Theo vừa ăn vừa cắt bự để ăn cho nó cũng mình kho lại nó săn lại. Để cắt bự ăn bán. Biết chưa? Thòn danh là biết hết. Gân mình đã xong nè, 4 lọng gân. Cái nồi nước lên để mình trụng cái gân sơ lại các bạn. Còn cái thịt thì mình khỏi cần nha, chỉ trụng sơ gân thôi. Gân á mình sẽ nấu riêng trước, tại vì gân nó sẽ nấu lâu mềm á. Giờ nước sôi mình sẽ bỏ gân vào trụng sơ nha. Trong cái nước luộc này mình cho chừng một muỗng cà phê muối vô. Cái này khoảng 2 lít nước. Tùy theo bao nhiêu cái thịt bò, cái gân bò mình nhiều ít, cái này mình có 4 cọng gân thì mình cho 2 lít nước và một muỗng cà phê muối vào, rồi chờ sôi rồi mới đổ vô nha các bạn. Sôi rồi mình cho cái gân bò vô mình trụng nha các bạn nha. Mình chỉ trụng sơ thôi cho nó săn săn chút xíu rồi mình sẽ đổ ra rồi mình bắt đầu luộc riêng. Ok, bây giờ mình sẽ đổ cái gân ra mình bắt đầu sẽ luộc riêng nha các bạn. Rồi, mình sẽ bắt nồi nước khác lên mình luộc riêng nha các bạn. Mình sẽ bỏ nước này, tại vì nước này nó bị hôi, mình sẽ không cần xài cái nước này lại nha các bạn. Cái này mình chờ nước sôi lên, mình nước ấm thôi, không cần phải sôi ấm, mình bỏ vô một tiếp nha các bạn. Rồi mình hứng cái nồi đó, cũng 2 lít nước luôn. Rồi mình em luộc cái phần gân này riêng cho nó mềm, phân nửa đường. Thì mình nghĩ khoảng, mình luộc có khoảng 1 tiếng rưỡi đó. Nó mới mềm cái gân này các bạn nha. Rồi mình mới bỏ chung cái thịt kho, mình kho chung cái thịt kho. Cho 2 lít nước luộc tiếp. Rồi bắt lên chờ nước nóng lên, nóng thôi không cần sôi các bạn. Rồi mình cho cái gân hồi nãy mình trụng sơ đó, rồi bắt mình luộc tiếp cho nó mềm, khoảng chừng 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng nó mới mềm các bạn. Rồi mình sẽ cho gân vào luộc tiếp. Nước nóng lên rồi, mình cho nó vào. Lửa trung bình các bạn, không có để lửa cao nha, lửa medium đó, cho nó mềm từ từ. Rồi mình chờ nha các bạn, để mình set time cho bao lâu rồi mình sẽ nói cho các bạn biết. Thường thường là 2 tiếng đồng hồ nha. Rồi gân nè, úi giời ơi, nãy giờ lỡ nửa tiếng hơn rồi đó các bạn. Mình ăn chung với rau quế nha các bạn. Đó, đây là những cái món mình cần phải để ăn với rau này thôi. Tại mình sẽ làm bò kho ăn với bánh mì á, chứ không phải là bò kho ăn hủ tiếu nha. Còn gia vị nấu bò kho thì mình sẽ dùng cái gia vị này nè các bạn nha. Một cái gói như thế này, nó có 7 ounce. Đây. Và mình sẽ kho chung với cà rốt nha các bạn, kho với khoai lang tây cũng được. Mình thì làm cà rốt không, cho khoảng 10 pound thịt và cân thì mình sẽ
có khoảng 7-8 củ cà rốt. Là cái gia vị mình nấu bò kho đó các bạn. Đây cái vị này nha. Thì cái gói này nó có 75g thì 2.7 ounce. Mình sẽ xài hết một gói này cho 9 thao thịt và gân nha. Thịt và gân là 9 thao. Còn cái này là mình sẽ dùng một chút xíu ngũ vị hương. Rồi khoảng chừng 7-8 củ cà rốt thì ta lớn nhỏ. Mình nhớ các bạn muốn này có nằm bự á, này của mình bự á. Tỏi bằm và hành bằm thì cần khoảng chừng 6 muỗng canh tỏi bằm và nửa củ hành tây bằm luôn nha các bạn. Tỏi thì các bạn cho khoảng một củ lớn á, bằm ra khoảng chừng 3 muỗng canh đi, đặng nước cho con thịt. Mình đây không có hành tím nhỏ cho nên mình dùng hành này, hành tây bự nha. Mình sắc nhỏ nhỏ hạt lựu mình khử thơm. Bây giờ thịt bò đó thì mình không cần trộn cái thịt của nó. Bây giờ mình bỏ 3 muỗng canh tỏi bằm. Mình ướp nha, thịt nha các bạn. Nữa. Còn củ hành tây thì nửa củ bằm hạt lựu. Cũng là cái anh bò mình ướp một lát rồi mình mới kho nha các bạn. Sau khi trộn đều tỏi và hành bằm á thì mình cho cái gói niêm này vô, một gói niêm đó luôn. Rồi mình trộn từ từ cho nó đều, nhưng mình sẽ cho hết một gói nha các bạn. Và mình sẽ cho một chút xíu ngũ vị hương vô luôn nha các bạn. Mình cho là nửa muỗng cà phê ngũ vị hương cho nó có mùi thơm các bạn. Nhiều. Mình trộn đều. Thơm quá rồi, bây giờ có mùi thơm rồi các bạn. Để nhìn thơm. Rồi xong mình trộn đều rồi mình ướp ở đây khoảng 15-20 phút nha các bạn nha. Mình ướp thịt khoảng 20 phút nha các bạn nha. Để đây. Ok, thịt đã ướp được gần tiếng rồi các bạn. Giờ mình đem lên xào thịt sơ. Trước khi thơm. Mình phải để cho thiệt là nóng chảy dầu mới để nó vô nha các bạn. Nay mình nấu ngoài sân, không có nấu trong nhà. Tại vì cái thịt nó bự quá đó, với cần cái lửa nóng như thế này. Mình nấu vào ga, xào cho nó nhanh. Vào ga thứ này người ta nấu cái nhà hàng rồi đây. Lửa thiệt là lớn nha các bạn ha. Mới mình làm cái lửa thiệt lớn. Thơm quá các bạn ơi. Các bạn xào chừng này cho nó đều mấy cái cục ha. Những cái cục thịt nó săn đều rồi bớt lửa nha các bạn. Xào lửa cao vậy nó không có bị tan nước nữa. Giờ mình bớt lửa lại, thịt nó săn đều rồi, giờ mình cho mà lửa trung bình lại nha các bạn. Xào tiếp. Ok các bạn, thịt đã xào săn rồi, bây giờ mình sẽ cho khoảng một nửa nồi nước này khoảng 7-8 lít nước nha. Rồi mình đem nấu, bỏ cái thịt mà xào xăng rồi đó, mình sẽ cho vào nồi này. Và mình cho nước dừa thôi chứ không nước cốt nha. Mình sẽ add on cho nó mau mềm á. Ok, nước nó sôi tim như vậy là mình bỏ thịt xào vô được rồi đó các bạn. Các bạn múc từ từ bỏ vô chứ chế lần vô nó văng nó nóng lên nó phỏng nha các bạn. Múc từ từ bỏ vô hết nha các bạn nha. Mình tráng luôn cái chảo cho nó vô mấy cái xốp này luôn nha các bạn. Cái đó chỉ tỏi và hành mình khử đó cho nên cho nó vô hết rồi. Rồi mình cứ để đây chờ sôi vớt bọt rồi mình hạ lửa nhỏ lại medium rồi mình nấu cho tới mềm. Mình sẽ canh cho các bạn chừng nào mềm á mình sẽ nói các bạn bao lâu nha các bạn nha. Ok rồi, gừng mình mới bỏ vô, giờ bọt nó lỏi lên nè các bạn, vớt bọt.
khoảng đó nó sôi giấc bọn lần này bắt đầu các bạn để lửa rêu rêu được rồi. Medium to low khoảng thí dụ là số 8 thì mình lấy số 4 thôi nha các bạn. Vớt cho hết cái bọt này mới được đếm thôi. Cái nồi của mình nó sẽ không có nó bị đục. Mình nướng sơ củ gừng rồi mình sẽ thái mỏng rồi mình bỏ trong cái nồi thịt kho á mình. Nha các bạn nha. Rồi, nướng đen đen chút xíu thôi à cho nó thơm. Đó, nó vàng vàng rồi đó các bạn. Đường mình nướng ra nó đen vậy mình nạo cái đen này bỏ nha các bạn. Nè cái phần kia nó là vậy nè, vàng vàng vậy là được rồi. Mình sẽ cắt mỏng 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 lại chút xíu rồi mình cho vô nồi. Đều á các bạn. Này mình hầm thử mình lấy cái nước đó mình làm cho nước nó đỏ đó. Hạt điều các bạn xào cho nó ra cái mua cái hạt nè mình bỏ chút xíu dầu vô mình ra cái mình thấy cái mình vớt ra lấy cái nước nha các bạn nha để làm cho cái thịt bò kho của mình nó có màu vàng vàng đó. Ok mình chắc ra mình lấy cái nước thôi. Mình chắc ra mình lấy cái nước thôi nè các bạn là cái hạt mình lục nha. Ok thưa các bạn, khi mà nước nó cạn các bạn nhớ cho thêm vô. Bây giờ mình nấu cái nước này đã 2 tiếng đồng hồ rồi cho nên bây giờ mình sẽ bỏ chung vô cái nồi thịt kho nha các bạn nha. Thịt kho mình kho được cả tiếng rồi đó các bạn. Còn gân thì đã được 2 tiếng rồi nha. Rồi mình cứ chế đạ vô luôn. Có cái muỗng các bạn cứ chế luôn cái nước mình luộc cái gân á, chế chung vô luôn nha. Mình hầm chắc cũng cả tiếng rồi mới mềm á. Nãy giờ cái gân á là được 2 tiếng. Còn cái thịt nó là 1 tiếng. Nhưng mà tại vì mình xào á cho nên cũng mau chín á thôi Phước không? Chín rồi mình phải để riu riu riu. Để riu riu thôi nha các bạn. Để khoảng số 4 thôi cho nó riu riu. Rồi mình canh có bao nhiêu lâu mình sẽ nói các bạn biết nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình cho cái nước hạt điều nãy mình khử đó các bạn. Cho vô 2 muỗng nha. Khoảng 1 muỗng canh á. 2 muỗng đó nhưng mà khoảng 1 muỗng canh mà muỗng canh ăn phở đó các bạn nha. Nếu có thiếu thì hồi nữa mình gần xong mình cho thêm chút nữa. Bây giờ mình chỉ để riu riu thôi. Đó, cái màu cũng đẹp quá nè. Ok, cà rốt thì các bạn cắt bự như thế này. Dễ lắm hai được rồi. Các bạn, cà rốt thì các bạn cứ bỏ hai cái cà rốt ra. Đó, cắt khúc khoảng hai lóng tay của mình nè. Bự thì tốt hơn là nhỏ tại vì nó mềm, nó bể ra thì không có ngon lắm nha các bạn. Cắt dài vậy đi. Ok. Đây cái nồi thịt bò này mình đã nấu 3 tiếng rồi đó các bạn. Đó, nó sắp mềm các bạn ơi. Lát nữa mình nghĩ mình sẽ cho thêm một muỗng canh cái hột điều nãy. Mình cho thêm muỗng canh nữa các bạn nha. Thơm quá, hấp dẫn ghê luôn. Ok, nó là đã 3 tiếng rồi. Bây giờ mình cho cà rốt vô, nó có độ mềm của thịt và gân rồi đó các bạn. Thì nói chung là cái gân là 4 tiếng nha, còn thịt là 3 tiếng. Giờ mình cho cà rốt này, vô nè thì khoảng dạ thì khoảng chừng 20 phút nữa là mình chín rồi đó các bạn thì tổng cộng khoảng nấu thịt không là 3 tiếng rưỡi okay. Rồi mình nêm lại cho nó vừa ăn nha các bạn. Sau khi mà cái cà rốt mà nó có cái vị mềm của cà rốt rồi đó, đừng để mềm nhũn ăn cũng món ngon, nó còn có độ giòn giòn chút ăn nó mới ngon. Thì mình sẽ nêm lại cái nước nha các bạn. Giờ mình nêm lại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đường phèn vô. Nêm đường phèn nó dịu quá. Nấu giờ tới có thui luôn rồi. Ở ngoài này không có đèn cho nên không có sáng mấy các bạn. Mình cho khoảng 2 muỗng canh đường rót nè. Rót hả thì cái gì? Đường phèn. Đường phèn. Okay, rồi. Mình sẽ cho muối vào luôn nha các bạn. Nha các bạn nhớ nêm theo khẩu vị của mình. Thì mình nghĩ chắc cho chừng muỗng cà phê muối nữa là nó vừa đó các bạn. Đó, chắc này nó mềm ngon kìa. Thì tổng cộng khoảng 3 tiếng 20 phút thì nó chín rồi các bạn. Mình cho một muỗng teaspoon sốt á. Muỗng cà phê muối nha các bạn. Giờ mình thêm một muỗng cà phê muối nữa các bạn. Tại vì một muỗng thì không có vừa khẩu vị lắm. Tại vì mình ăn bánh mì á, mình cần chút xíu mặn và ngọt. Cho nên mình sẽ cho một chút xíu. Nếu các bạn bánh mì hoặc bún như vậy các bạn phải nêm mặn chút xíu và có vị ngọt nha, mặn quá vị không ngon, nó mất ngon. Này mình nấu để ăn bánh mì đó. Mình sẽ pha một chút cái bột năng để mà tạo độ sệt cho nước các bạn. Còn như ăn bún thì các bạn có thể để như vậy nha. Còn ăn
bánh mì thì mình cần chút bột năng để nó sợi. Mình đem vô nhà đúng không? Sân tối hết à. Bây giờ mình chỉ để lửa đun riêu, mình chế bột vô thôi. Các bạn mình sẽ cho 2 muỗng canh bột năng. Hai muỗng canh bột năng nha các bạn. Mình đun dung như vậy là được rồi. Nhưng mà mình khi mình sẽ cho khoảng nửa cái nước và 2 cái muỗng canh bột năng, mình lấy điều rồi mình mới chế vô cái chế như cái nồi trà bò nha các bạn nha. Đây nửa chén nước lạnh và 2 cái muỗng bột năng đầy lấy điều, xong rồi mình sẽ chế cho cái nồi. Từ từ gì nó cũng đầy nha. Cái này để mà nó tạo được sợi các bạn. Đây. Bỏ ít rồi quậy quậy rồi mới bỏ tiếp nha các bạn, để ăn coi nó giữa cái bột của mình rồi nó sẽ không ngon. Bỏ từ từ vào, khi mỗi lần khi mà bỏ vậy quậy nó lên nó xuống đất nồi thì nó chín bột. Mình vẫn để lửa thấp nha các bạn nha, chứ không có tắt lửa khi để bột. Nó làm gì đó, vừa quậy vừa nhiễu xuống vậy đó. Đó, nó sợ thì là được rồi nha các bạn. Thôi, mình bắt đầu mà các bạn lên dùng. Mình để bột xong cái mình để cho lửa nó sôi bùng lên cái rồi mình tắt luôn nha các bạn nha. Đó, như vậy được rồi đó. Chỉ cho make sure là nó chín cái bột thôi. Vậy nó sẽ không có bị hư cái nồi của mình, nếu mình để qua ngày sau ăn cũng không có hư các bạn. Ok, mình xong rồi. Mời các bạn lên dùng nha. Rồi, mình dọn ra đây nè các bạn. Đây mình ăn bánh mì nha. Đó. Bánh mì ăn. Mời các bạn dùng. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình hôm nay nha. Hẹn lại các bạn một cái video mới, cái món ăn mới. Xin chào. Rồi đây, thưởng thức đang đây. Đang xong vậy không có xe gì hết á. Mà hãy ngừng. Đi đây, tôi đi. Bỏ nghề luôn. Mời các bạn dùng nha. Mà cái đó mình vô sau thì thấy sao anh nội dạ nhà nó bự qua đó coi mà. Tôi nói đi bà nội. À. Bữa nay là mùng 1 Tết. Đó là một Tết của Mỹ nha. Tháng năm 2022 ngày 1 Tây. Một Tây luôn ngay mùng 1 Tây. Đó cô cũng bán được lần á. Rồi mới tầm nhà. Ok, xin tạm biệt. Hẹn gặp lại tiếp sau cho món hàng mới. Xin chào.